Quý vị đang đến với thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Trước việc Mỹ và các nước NATO đang rút quân khỏi Afghanistan, nhóm phiến quân Taliban đã trỗi dậy mạnh mẽ, đánh chiếm nhiều khu vực, khiến cho người dân Afghanistan, thậm chí kể cả binh sĩ cũng đang tìm cách tháo chạy sang nước khác. Trước tình hình bất ổn này, Nga đã tổ chức tập trận tấn công bằng trực thăng, cam kết bảo vệ biên giới Tajikistan, Afghanistan. Ở một diễn biến khác, quân đội Myanmar tàn sát lực lượng y tế, bất chấp dịch Covid-19 đang tàn phá nước này, gây khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Đức đột phá thành công một tổ chức gián điệp của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm visa cho du học sinh của ông Trump. Twitter hạn chế tài khoản của chuyên gia nói về Trung Quốc. Triều Tiên bác bỏ tin đồn về cơn nạn của Chủ tịch Kim Jong-un. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin thời sự quốc tế ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Liên quan đến tình hình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào hôm qua ngày 6 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc rút các lực lượng và thiết bị của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn tất hơn 90%. Khoảng 984 máy bay vận tải C-17 và 17.074 thiết bị đã được đưa về Mỹ. Các lực lượng Hoa Kỳ đã bàn giao 7 cơ sở cho Bộ Quốc phòng Afghanistan kể từ khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút quân đội về nước sau gần 2 thập kỷ. Trước đó, chính phủ Mỹ cho biết họ muốn hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 tới, sớm hơn thời hạn cuối cùng của Tổng thống Joe Biden đặt ra là ngày 11 tháng 9. Các quốc gia trong Liên minh NATO cũng đang làm theo. Được biết, Mỹ đã dẫn đầu các lực lượng nước ngoài vào Afghanistan vào tháng 10 năm 2001 để tiêu diệt tận gốc Taliban, lực lượng đã viện trợ và trú ẩn cho các thành viên của Al-Qaeda, nhóm đứng sau vụ tấn công Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Taliban đã tăng cường đáng kể chiến dịch xâm chiếm của họ trước khi lực lượng Hoa Kỳ rút toàn bộ. Trong những ngày gần đây, hàng chục quận huyện đã rơi vào tay Taliban, đặc biệt là ở phía bắc của đất nước. Nhiều người dân Afghanistan, thậm chí là các binh lính cũng đang tìm cách tháo chạy khỏi đất nước của họ. Sau khi Mỹ và các đồng minh NATO quyết định rút khỏi Afghanistan, khiến chính phủ tại Kabul có thể sụp đổ nhanh chóng. Trước tình hình này, lực lượng quân đội Nga ở căn cứ không quân Tajikistan đã tập trận bắn tên lửa không đối đất trong một cuộc tập trận hôm thứ Ba ngày 6 tháng 7, khi chính quyền Moscow cho biết họ sẽ bảo vệ an ninh tại khu vực biên giới Tajikistan và Afghanistan. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon hôm thứ Hai đã ký sắc lệnh huy động 20.000 quân nhân dự bị để củng cố vùng biên giới với Afghanistan sau khi hơn 1.000 lính Afghanistan vượt biên sang nước này để trốn sự trở lại của phiến quân Taliban. Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Tajikistan hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ hỗ trợ quốc gia này đối phó với tình hình bất ổn hiện nay ở Afghanistan sau khi các lực lượng quân sự Mỹ và NATO rút khỏi. Tajikistan được biết đến là một trong những quốc gia có căn cứ quân sự lớn nhất của Nga, được trang bị vũ khí rất hiện đại như xe tăng, trực thăng, máy bay không người lái và máy bay cường kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc tập trận vào đầu tuần này, có sự tham gia của hai trực thăng K-6 Mi-24 và hai vận tải cơ quân sự, trong đó có các tên lửa đã được phóng vào hơn 15 mục tiêu trên mặt đất. Cuộc tập trận đã mô phỏng một cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang cùng với đoàn xe ô tô có trang bị hỏa lực và kho vũ khí của đối phương. Chuyển sang các tin tức khác, ở Myanmar, thảm họa nhân đạo đã lên đến đỉnh điểm khi quân đội chính thức tuyên chiến với lực lượng y tế, với chính các y bác sĩ, những người đã lên tiếng phản đối quyết liệt việc chính quyền quân sự đảo chính vào tháng 2. Bất chấp tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp thế nào, họ đã sớm trở thành gai trong mắt cần phải nhổ bỏ của chính quyền quân sự và đang bị truy sát, tấn công và tàn sát. Chính quyền hiện tại đang cố tình xem hệ thống chăm sóc sức khỏe như một kẻ thù chiến tranh và tiến hành triệt hạ không thương tiếc. Một bác sĩ đến từ Yangon đã trốn chạy trong nhiều tháng cho biết. Người này còn cho biết các đồng nghiệp của mình tại một phòng khám dưới lòng đất đã bị bắt trong một cuộc đột kích. Chúng tôi cho rằng việc điều trị bệnh nhân, làm các công việc nhân đạo của chúng tôi xuất phát từ lương tâm và đạo đức, nhưng chúng tôi không ngờ rằng nó sẽ bị buộc tội như một tội ác. Các cuộc tấn công vào các lực lượng y tế, một trong những ngành nghề được tôn kính nhất ở Myanmar, đã và đang gây ra sự phẫn nộ tột cùng cho người dân. Myanmar hiện là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên trái đất, đặc biệt đối với lực lượng y tế với 240 vụ tấn công trong năm nay. Con số này chiếm gần một nửa trong số 508 vụ trên toàn cầu, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đó là mức cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Quân đội đã ban hành lệnh bắt giữ 400 bác sĩ và 180 y tá. Tất cả họ bị buộc tội ủng hộ và tham gia phong trào bất tuân dân sự. Có ít nhất 157 nhân viên y tế đã bị bắt, 32 người bị thương và 12 người thiệt mạng kể từ ngày 1 tháng 2. Theo Insecurity Insight, chuyên gia phân tích các cuộc xung đột trên toàn cầu.
Lực lượng an ninh đã chiếm ít nhất 51 bệnh viện kể từ khi tiếp quản. Hệ thống y tế của Myanmar vốn đã rất yếu, kể cả ngay trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Giờ đây, cuộc chiến với COVID-19 lại ngày càng khó khăn hơn và chương trình tiêm chủng đã bị đình trệ vì người đứng đầu tiến sĩ Hatta Hattalin bị buộc tội phản quốc vào tháng 6. Các chuyên gia y tế báo động tình hình dịch COVID-19 đang chuyển biến ngày càng xấu đi khi virus đang lây lan nhanh dọc theo biên giới của Myanmar với Bangladesh, Ấn Độ và Thái Lan. Cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với những người cần được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Các công tố viên Liên bang Đức vừa bắt chủ sở hữu của một viện nghiên cứu vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo một tuyên bố được công bố trên trang web của các công tố viên, người chủ của viện nghiên cứu vừa bị bắt đã cung cấp cho Trung Quốc thông tin về các chuyến thăm cấp nhà nước hoặc các hội nghị đa quốc gia, cũng như một số vấn đề nội tại ở Đức. Vì lý do bảo mật nên danh tính của người đàn ông này không được tiết lộ. Nhà nghiên cứu chính trị được cho là đã liên lạc với các cơ quan tình báo Trung Quốc trong một chuyến đi đến Thượng Hải vào tháng 6 năm 2010 và thường xuyên cung cấp thông tin cho cơ quan mật vụ Trung Quốc trong khoảng thời gian đến tháng 11 năm 2019. Tổ chức nghiên cứu của ông không được đặt tên nhưng đã được vận hành từ năm 2001. Ông đã bị bắt vào ngày 5 tháng 7 khi các cáo buộc về hoạt động mật vụ đã được đưa ra vào tháng 5 trước đó. Và mới đây vào thứ Ba ngày 6 tháng 7, người này đã được đưa đến trước thượng viện của tòa án khu vực Munich. Đây là vụ án mới nhất trong một loạt vụ bắt gián điệp liên quan đến Trung Quốc ở Đức và Liên minh châu Âu EU. Ông Noah Parkin, thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn tại quỹ Marshall thuộc Đức cho biết, chúng tôi biết từ các báo cáo tình báo của Đức rằng Trung Quốc đã tích cực tìm cách tuyển dụng những gián điệp trong những năm gần đây. Chưa có một vụ việc nào được các công tố viên vạch trần bản chất của hoạt động gián điệp này, vì thế vụ việc lần này là một điều rất quan trọng. Cựu giám đốc cơ quan tình báo của Đức, ông Gerhard Schindler, đã cảnh báo trong một cuốn sách phát hành vào năm ngoái rằng mối đe dọa từ hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở châu Âu đang gia tăng và để chống lại nó, Berlin phải giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc và cấm công ty công nghệ Huawei khỏi mạng điện thoại di động 5G của mình. Cuối tháng 5 năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh cấm sinh viên cao học Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này nhập cảnh Mỹ bằng visa du học. Vì lo ngại rằng chính quyền Bắc Kinh có liên quan đến cái gọi là chiến lược hợp nhất quân sự dân sự, khi dùng sinh viên và nhà nghiên cứu để tiếp cận và ăn cắp các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Lệnh cấm này vẫn đang được tiếp tục duy trì dưới thời Tổng thống Joe Biden. Theo tờ China Daily, chính quyền ông Joe Biden đã từ chối cấp thị thực cho hơn 500 sinh viên cao học Trung Quốc theo học các ngành khoa học tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Washington đã cáo buộc Bắc Kinh sử dụng sinh viên làm bình phong để tiếp cận các công nghệ và tài sản trí tuệ nhạy cảm của Hoa Kỳ nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, biến lực lượng này thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã gọi lệnh cấm này là di sản độc hại và động thái phân biệt đối xử và đàn áp của chính quyền tiền nhiệm và yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ sau khi hàng trăm du học sinh Trung Quốc đã bị từ chối đơn xin cấp thị thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tiếp tục thực thi đạo luật của chính quyền Donald Trump không hề phù hợp với tuyên bố sẽ chào đón sinh viên Trung Quốc của Hoa Kỳ, ông Kiên nhấn mạnh. Vào tháng 4, chính quyền Biden cho biết sẽ giảm bớt các hạn chế cấp thị thực đối với sinh viên Trung Quốc cũng như các sinh viên đến từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, vào tháng 5, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết quá trình này đã bị đình chỉ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Washington xem xét lại các hạn chế và ngừng viện các lý do để đàn áp sinh viên Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa và giáo dục giữa hai cường quốc. Với sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, giờ đây người dùng có lẽ cần cẩn trọng hơn khi chia sẻ thông tin và quan điểm cá nhân nếu không muốn tài khoản của mình bỗng dưng biến mất. Sự việc xảy ra với một nữ chuyên gia New Zealand, tài khoản Twitter của cô đã tạm thời bị hạn chế hoạt động sau khi cô đăng các dòng tweet mang tính chế nhạo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giáo sư Annie Maria Prady của Đại học Canterbury là một chuyên gia nghiên cứu về sự bành trướng chính trị toàn cầu của Trung Quốc. Cô thường hay phê bình các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Tuần trước, cô đã đăng các dòng tweet chế giễu việc Trung Quốc thành lập kỷ niệm 100 năm không được nhiều nước trên thế giới ủng hộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin, một trong số ít các nhà lãnh đạo gửi lời chúc mừng tới Trung Quốc. Hai trong số các dòng tweet của Marie Brady đã bị Twitter đánh dấu tạm thời không khả dụng và tài khoản của cô cũng đã bị hạn chế hoạt động trước khi được khôi phục vào thứ hai này. Twitter không chia sẻ lý do của những hạn chế này. Ewa Lucas, người đứng đầu một chuyên mục ở tờ The Times ở Anh cho rằng có thể các đặc vụ Trung Quốc đã gửi các khiếu nại trực tuyến nên lệnh hạn chế trên nền tảng được kích hoạt tự động trong khi hệ thống điều tra. Lucas viết,
Sau khi tôi kêu gọi những người ủng hộ trên Twitter và gửi 13 đơn khiếu nại, tài khoản của Brady đã được khôi phục. Những nạn nhân của sự kiểm duyệt từ Trung Quốc nếu không quá nổi bật sẽ có ít cơ hội được giải quyết hơn. Brady cho biết mình không nhận được phản hồi nào từ Twitter. Cô nói rằng Twitter, Facebook, LinkedIn, Zoom và các ông lớn trong lĩnh vực truyền thông dường như đang có thói quen im lặng với những việc như vậy. Trong một tuyên bố, Twitter cho biết khi phát hiện hoạt động bất thường từ một tài khoản, nền tảng này sẽ gửi thông báo tạm dừng hoạt động cho đến khi được chủ sở hữu tài khoản xác nhận. Twitter khẳng định rằng mạng xã hội này không phối hợp với bất kỳ chính phủ nào để ngăn chặn phát ngôn và luôn ủng hộ việc xây dựng không gian mạng miễn phí và cởi mở, đồng thời vẫn là người bảo vệ trung thành cho quyền tự do ngôn luận. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trên sóng truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng. Điều đáng nói là ông Kim trông gầy đi rất nhiều. Hình ảnh mới này của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đã gây ra không ít luồng tranh cãi cho giới phân tích. Một số chuyên gia am hiểu tình hình Triều Tiên cho rằng nhà nước Triều Tiên đang cố gắng dùng hình ảnh này để truyền thông điệp nhà lãnh đạo và chính phủ cũng đang gánh chịu cảnh thiếu thốn lương thực cùng với người dân cả nước. Tuy nhiên, lý do chính xác cho việc giảm cân của ông Kim vẫn còn là điều bí ẩn, bởi việc phát ngôn về sức khỏe của lãnh đạo là tối kỵ và được khép vào tội phản quốc ở Triều Tiên. Do đó, chính quyền Bình Nhưỡng hiện đang mở một cuộc điều tra nhằm vào mọi người từ quan chức đến người dân để tìm ra nguồn phát tin đồn và ngăn chặn nó lan truyền rộng rãi. Tuy vậy, người dân Triều Tiên được cho là rất quan tâm đến sức khỏe và sự xuất hiện của ông Kim. Trong một lần đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KCTV dẫn lời một người dân, "Trái tim của nhân dân chúng tôi đau nhói và nước mắt chực trào ra khi nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy và gầy gò của ngài ấy." Một nguồn tin giấu tên đến từ phía Tây Bắc Bình Nhưỡng đã nói với AFA Hàn Quốc rằng, "Thông qua người quen ở quận Thorim, tôi được thông báo rằng Bộ An ninh Nhà nước đã ra lệnh cho cơ quan an ninh của từng địa phương bí mật điều tra những tin đồn liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Kim. Hiện có rất nhiều tin đồn lan truyền xung quanh vấn đề này và cơ quan an ninh nhà nước đang cố gắng truy tìm ra nguồn gốc của nó." Thực tế, có một số quan chức chính phủ và người dân cho rằng, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng ông Kim Jong-un không thể sống thọ vì mắc nhiều loại bệnh, trong đó có cả chứng huyết áp cao. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều cho rằng ông Kim có vấn đề sức khỏe. Ông Hesko của tổ chức tư vấn CNA có trụ sở tại Virginia nói với AFA rằng, "Tôi nghĩ chế độ Triều Tiên hiểu rằng ở một đất nước đang bị nạn đói tàn phá, việc một nhà lãnh đạo tối cao quá béo không phải là một hình ảnh tốt, và tôi nghĩ rằng việc ông Kim Jong-un giảm cân sẽ thể hiện được thông điệp ông ấy cũng đang gồng gánh nỗi khó khăn với người dân và đang làm việc chăm chỉ để sớm đưa đất nước bình ổn trở lại." Trong khi đó, các nhà phân tích khác nhận xét rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên giảm cân có thể là vì lý do sức khỏe. Mark Perry, phó tổng biên tập của tạp chí quốc tế về hòa bình thế giới, cho biết, dù thế nào đi chăng nữa, việc giảm cân chắc chắn sẽ cải thiện sức khỏe của ông Kim về lâu dài. Mặt khác, nó cũng cho thấy ông ấy đang cùng nhân dân chịu đựng tình trạng khan hiếm thực phẩm vào mùa xuân, mùa hè này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau được phát sóng trên kênh FBNC.